Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Dĩ An và thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Dĩ An, nhiệm kỳ 2020-2025, và điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy kể từ ngày 15 tháng 6 2023. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng trao quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Huyện ủy Phú Giáo và thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chỉ định tham gia và giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kể từ ngày 15 tháng 6 2023. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy và quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động đồng chí Nguyễn Khoa Hải, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, đến nhận công tác tại Huyện ủy Phú Giáo, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Huyện ủy Phú Giáo và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 15 tháng 6, 2023. Trao quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy và quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động đồng chí Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 6, 2023. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chúc mừng 4 đồng chí được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới. Các đồng chí điều động bổ nhiệm lần này đều đã trải qua nhiều vị trí công tác ở nhiều cơ quan khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh các quyết định cán bộ được trao là niềm tin của Ban thường vụ tỉnh ủy gửi gắm đến các đồng chí. Tin tưởng các đồng chí nỗ lực cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.